Dạ, một phát đâu. Này, một phát thôi. Đấm đừng nhá. Đá thì thừa đấy. Đừng nhá. Ít đây. Đấy, à. Phải cho ông ấy biết mặt như thế mới được chứ. Trong tí cổ võ em ơi. Sao anh lại trồng bên đấy? Trong tí đến đấy bò đang thiếu cỏ. Anh lại thấy không được anh đang trồng thế. Không trồng thế thì trồng nào. Giờ anh trồng thế nhá, sau ít nữa ấy, nó mọc lên tùm đoạn này lại đi thế nào được. Thế thì đi là chỗ đi này, thế nào? Chỗ này là lối đi với lại ranh giới mà. Giờ anh trồng ra đây thì nó trông mọc lên thì mình đi kiểu gì? Anh đừng có trồng bên đấy nữa. Nhà em nhổ lạc thì nhà em đi bên đất nhà em ạ. Còn anh cắt cỏ anh đi bên đất nhà anh ấy chứ. Ảnh hưởng gì? Cái lạc của nhà em thì không nói. Nhưng mà mấy nhà đằng sau kia thì người ta đi đường nào? Thì mấy nhà bên kia thì họ đi đường ở bên. Từ bấy lâu nay là cứ đi đường này thôi. Đây là cái ranh giới của nhà em với nhà anh rồi. Thế bây giờ anh trồng cỏ lên đây thì bây giờ đi đường nào chả nhẽ người ta lại đi vào đất của nhà em trong hay là đi sang bên nhà lúc anh. Lúc thu hoạch đi anh cắt cỏ họ đi lên góc cỏ tí cũng được. Thôi anh đừng có làm thế này. Những cái bụi cỏ này nhá, đáng nhẽ ra nó nằm ở dưới kia, giờ nó mọc lên đây rồi đấy, nó phát sinh, nó sinh sôi nảy nở, nó lại mò lên đây rồi. Đây này, đây nhá, anh trồng ở đây xong ít nữa nó lại lan ra rộng ra ngoài này thì đi đường nào, thì chả nhẽ đi xuống đây à? Cỏ thì nó mọc thẳng nhưng nó có mọc ra đấy đâu mà này, cô này buồn cười nhỉ. Nó sinh ra đây này, nó cành nó lại ra đây dễ, nó mọc ra ngoài này, nó tùm ra ngoài này. Cái giải này của nhà em à? Cái này là đường đi chung, là cái ranh giới giữa hai nhà. Đi chung tại sao người ta không nói nữa, cứ ra đấy mà cứ lại nhảy. Anh buồn cười nhỉ. Tất cả mọi người đều trừ cái lối đi như thế này, làm ranh giới như thế này. Giờ một đoạn của anh đây, anh trồng cỏ ra đây thì người ta đi đường nào? Người ta lại đi sang bên này à? Hay không là được. Đi sang bên này? Đi bên này là không được. Bên này là cỏ nhà tối rồi, không ai đi được. Đây là cái vừa là bảo là lối đi chung. Đi chung tại sao mọi người không ra mà nói đi mà lại chắc mình cô lúc nào tôi cứ gặp cô là thế nào nhỉ? Tại vì là đoạn này là đoạn ranh giới giữa nhà anh với nhà em. Còn đầu ranh giới thì cô điêu vừa. Thế sao không anh không mang lại đầu kia mà trồng đi? Tôi đang trồng đấy, trồng lại. Xem người kia, những người đằng kia người ta có chú. Tôi trồng hết cả cái lối này, trồng từ đầu này trồng lại. Từ đây tôi vừa mới ra làm, người cô cứ lúc nào cản trở tôi là thế nào? Anh nói nghe dễ nghe đấy nhỉ? Cái cô này buồn cười nhỉ? Đất thì không phải đất nhà cô. Tại sao tôi làm cô cứ ra ngáng đường là thế nào? Tôi nói cho anh biết nhá. Cái đoạn đường này là đoạn đường để đi chung. Và là ranh giới của hai đất hai bên. Không phải đất của nhà anh đâu mà anh trồng như thế. Đất hai bên. Đây là cái lối đấy, cô có tránh để tôi làm không? Tôi nói cho anh biết nhá. Nếu mà anh làm từ đầu kia, làm tít ở đầu kia ấy, thì tôi không nói với anh làm gì. Nhưng mà cái đoạn này ấy là ranh giới giữa anh, nhà anh với nhà tôi nhá. Chứ không phải anh cứ làm. Nếu mà anh làm thế, tôi cũng mang lạc nhà tôi lên trồng đây thì có được không? Anh nghĩ thế có được không? Thì nhà tôi với nhà cô thì đã làm sao? Tôi cứ trồng đấy. Tôi chưa lấn sang đất nhà cô đâu. Tôi không được để... phép trồng đây. Ai cho anh trồng đây mà anh trồng? Anh tham vừa thôi chứ. Tham lắm thì thâm đấy. Này, cô đừng có xúc phạm đến tôi nhá. Xúc phạm đến tôi thì đừng có trách. Đây cũng phải là đất nhà cô. Cô cứ lâu nhiều thế nhỉ? Tôi phải bảo vệ cái quyền lợi của mọi người nhá. Với lại quyền lợi của chung nhá. Không phải là tôi nói gì cho riêng nhà tôi đâu. Cái đất này tôi có phần trong này, tôi phải bảo vệ để quyền đi chung của mọi người, không phải là tôi bảo vệ cho riêng nhà tôi đâu. Đi chung tôi trồng là tí đấy, đi thoải mái. Tôi chưa kể đến cái đoạn này, những cái bụi cỏ này của nhà anh đã lấn lên trên cái đường đi đây rồi đâu nhá. Đấy, anh trong nhà tôi trồng tít ra ngoài xa thì như thế nhá. Mà trong nhà anh này
phải nhìn lại đi chứ. Tôi nói với cô nhá, chẳng quá là tôi trồng lên đấy là để cho nó sạch cái cỏ dại đi thôi. Chứ tôi cũng phải là tham hay là gì cả. Cô tránh ra đi. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Nếu mà muốn sạch cỏ ấy, thì cũng không phải đến lượt anh đến trồng cỏ như thế này. Sạch cỏ dại ấy, thì mọi người cùng gọi nhau đi làm một ngày nào đấy cho nó sạch cái đoạn đường này đi. Chứ không phải là anh mang cái cỏ này lên để trồng đây. Thì khác gì là anh đang làm bẩn cái đoạn đường này. Cô tránh đi. Cô tránh đi để tôi còn làm. Để tôi còn làm chứ. Này nhá. Tôi nói thế rồi mà anh vẫn làm nhỉ? Làm à? Thích làm à? Nhá, ông đừng có dở tính vũ phu với tôi nhá. Không phải thích đánh người là đánh đâu nhá. Không phải tôi dễ dàng như vợ ông ở nhà đâu nhá. Nhá, tôi nói cho ông biết nhá. Muốn đánh là đánh đâu nhá. Tức là trong ở đấy mà mày lại đi nhổ của tao là thế nào? Hả? Tôi nói thế mà ông vẫn làm vẫn đánh tôi còn gì nữa. Đánh ở đâu? Tự mày ngả chứ tao đánh à? Mà một đêm nữa là tao đánh thật đấy. Ông giơ quốc lên đánh tôi còn gì nữa. Không phải về thì đua với bọn mày đâu. Tránh đi để ra làm. Này, tôi nói với ông nhá. Ông nhá. Cái gì đây? Đấy anh xem. Cái bờ đi chung đây. Ranh giới. Tôi đang tí cỏ đây mà cho nó sạch cái cỏ bờ cỏ bụi đấy mà coi như là cái con mụ này ra nó cứ cản đường thôi. Đường này là đường lối đi chung. Đấy, cái bờ giữa hai nhà. Đấy, làm phân cách giữa hai nhà hai đất đây thế mà giờ ông lại đòi trồng cỏ lên trên này. Nãy giờ em ra em nói có tí mà ông á đẩy em ngã đây. Đẩy em ngã đằng kia, giơ cuốc lên đẩy đánh đây này. Đây này, bẩn hết đây này này. Ông đẩy ngã trừ thế này xuống. Có ghê không? Chả đánh à? Đánh ở đâu? Đây tôi trồng đây, có cái con mụ này nó nhổ hết. Cái bác này, em thì em chưa biết thực hư thế nào cả. Nhưng bác trồng thế này là không ổn rồi. Đấy là cái lối đi chung, mà lối đi chung cho bao nhiêu nhà nữa. Chứ không phải là đánh dừa dừa. Chúng tôi hỏi ông có cái gì đấy không? Ông là thằng nào? Mà đến đây ông còn lo những cái chuyện vớ va vớ vẩn này. Ông có đất đây không? Tôi không có đất ở đây. Tôi nói tôi không có đất đây. Mà tôi nhìn nó chướng mắt thì tôi nói thế thôi. Chướng mắt gì? Ông về lo việc nhà ông đi. Đấy. Lo ba cái việc bao đồng. Anh xem. Cái thằng này. Già rồi mà thích ngang bướng à? Ngang bướng cái gì? Để tôi nói em nghe này. Cái bờ này là bờ đi chung. Bờ đi chung giữa bao nhiêu nhà. Cả bên nhà, bên nhà bên kia này à. Không phải bờ của nhau, cỏ voi nhau trồng ấy, trong cái bờ kia mà nó đã ăn lên được nửa bụi thế này, thấy chưa? Bây giờ ông có trồng cỏ voi ra chỗ này rồi nhá. Nhưng mà tôi nói là đây là không phải là việc của ông. Ông trồng. Ông có hiểu không? Ông trồng lên đây nhá, mai cái gốc cỏ ra đây, cành nó xô xuống đất cho người ta thì thế nào? Xô lúc nào xô thì lúc đấy là tính. Tính cái gì? Bây giờ ông trồng thì trần nó sạch cái cỏ dại này, cỏ bơ này thì ông làm gì? Ông có đất ở đấy mà ông lo việc báo đồng. Ông có đất đây, nhưng tôi hỏi ông nhá, bây giờ những cái nhà bên kia. Bẻ ngô. Thôi ông dẹp đi. Một phát đâu. Này, một phát thôi. Đừng nhé đâu đấy. Đừng nha. Đừng nha. Thiếu, đá thì thừa đấy. Đừng nha. Em đây. Đấy. À. Phải cho ông ấy biết mặt như thế mới được chứ. Oai gì oai. Cái thế lấy thịt đè người nhá. Cái thế đóng người mà hỗn láo nhá. Mà đánh người nhá. Ông đánh đàn bà thì sao? Tôi đánh đâu? Đánh đâu? Nãy giờ ông chả đẩy tôi giơ quốc lên đổ vào đầu tôi thì cô đi nhổ của tôi thì tôi nguyên tắc ở đây đất không phải đất cho tôi cũng không có đất ở đây. Tôi chẳng là tôi đi bắt con chim ở rắn thôi, đi qua đây thôi. Nhưng mà thấy ông làm cái việc dưỡng tai gai mắt cả, làng xóm với nhau ăn ở với nhau làm cái gì mà ghê gớm thế mà ra đánh nhau giữa đồng này. Ông làm gì à? Tôi trồng có tí cỏ đấy cho nó sạch cái cỏ dại này, mà cái con mụ này ra là nó nói hết cái này hết cái nọ. Gặp ông xem, ông muốn sạch ấy thì ông lấy dao ra này, ông đi phạt bơ ra này. Có ai nói gì ông không? Hả? Ông phạt bơ ra cho ai nói đấy, ông nó phạt đấy, ông phạt đấy. Thế toàn lo việc bao đồng, nhà thì bao nhiêu việc không chịu lo, cứ toàn đi lo việc nhà ai. Cả cái đường đi của người ta đi lại này, ông nhảy lên ông trồng cái cỏ thế này. Ông xem ông có vô lý không? Vô lý cái gì? Ông xem, cỏ như thế này thì tôi trồng cái cỏ voi vào cho nó sạch cái cỏ đi. Còn đi thì bên nhà họ có đất thì họ đi, bên nhà tôi có đất thì tôi đi chứ. Ông này chỉ được cái nói cùn thôi. Cùn kìa, già rồi mà nói cùn đấy nhỉ. Thế tôi hỏi ông nha. Đất nhà cô này đi ở dưới đấy. Đất anh đi trên này. Thì đất như cái nhà bên kia, người ta đi đâu?
Đi đâu thì tự họ lo. Lôi ông không phải lo. Lôi đến lạc nhà này hay là lôi đến cỏ ông nhóm. Không phải lo. Đi đến cỏ nhà ông à? Hay là để phạt lôi cỏ bên kia ông đi, ông Trọng lên phạt cái đồ chơi kia cho người ta đi. Hả? Đi, đổ thằng nào mà phạt. Ông này là phải gọi trưởng thôn ra. Mày thích gọi đứa nào thì gọi đi. Trưởng thôn là cái gì ở đấy? Ông không phải thách. Ngang vừa thôi. Đi gọi đi. Có tuổi rồi. Gọi thằng nào thì gọi đi. Ngang vừa thôi. Có số điện thoại chưa anh chứ? Bấm nhưng mà gọi luôn đi. Cứ ngang. Ngang vừa thì bị cơ tuổi mà là ngang, ngang thế. Không biết suy nghĩ à? Cái lỗi này ấy, nói thẳng luôn là không được thằng nào trong cái này hết. Nói như mà ông ở đây ông không có quyền gì nói ở đấy cả. Tôi nói ở đấy là nói cái mặt bằng chung. Nói chung cho cả toàn mọi người. Nói chung cho cả bao nhiêu nhà bên kia kìa. Cái lối này là lối gì dành cho lối đi chung. Cái ranh giới giữa bao nhiêu nhà. Nhà ông có đất ở đấy không? Đất đấy có đất ở đấy không? Có đất bên này không? Mà ông chỉ xía mồm vào nhà tôi hả? Có đất chỉ ở đấy. Xía mồm vào. Tốt nhất ông đi về đi. Thấy cái chuyện nó bất bình thì tôi đừng can thiệp thôi. Tôi chẳng liên quan gì đây cả. Tôi chẳng liên quan gì đến cô này, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Chứ không phải chẳng liên quan gì đến bên kia cả. Lấy thịt đè người đâu. Đừng có bố lạ. Ba cái cỏ này mà cứ lấy đừng có bố lạ nhá. Tôi nói ông đây này, ăn ở với nhau ấy nó có tình làng nghĩa xóm. Lúc hoàn nạn có nhau, giúp đỡ lẫn nhau với lúc khó khăn, đấy mới là làng xóm. Tôi nói ông nhá. Làng xóm mà không có nhau ấy, đến lúc ấy Việt Nam có rồi, người nhà ở xa chứ chắc là biết được đâu. Ăn kể ở với nhau tôi, là tôi cả. Chả cần làng xóm gì cả. Nó cùn đấy nhỉ. Đấy, kiểu sống thế chả cách chả ai làm sống con người nó phải có cái tình cảm. Tôi ông cụt đi. Ông cụt đi để tôi còn làm. Tôi thấy ông làm đây đây. Vẫn dùng gì đợi đây mà. Ông cụt đi. Cút để tôi làm. Tôi thấy ông làm đây đây. Tôi thấy ông làm đây đây. Đất không đất đâu tôi này. Bên kia không có đất tôi này. Đấy không phải đất tôi này. Tôi thấy ông làm đây. Ông ngang vừa chứ. Mới tham. Giàu gì một tí này mà ông tham đấy. Cút đi để tôi còn làm. Cút để tôi còn làm. Tôi thấy cút ông làm đây đấy. Tôi thấy ông làm. Đặt cái cuốn qua đây đấy. Này. Nói chỉ nó vật rõ ràng. Một cái sách nổi lên như thế này rồi mà vẫn cứ láo à? Tốt nhất nhá, đi về đấy nhá. Đừng có đào lên đây này nhá. Đào lên đây này tôi... Được, đấy luôn đấy. Bọn mày cứ nhớ đấy. Nhớ mặt tao đấy. Nhớ thì làm được cái gì? Nhớ mặt tao đấy. Dạ này. Dạ này mình ngang thế. Đấy. Đấy là còn có anh đấy nhá. Mỗi mình em ở đây á, ông ước hiếp nãy giờ ấy. Anh hỏi em này, đàn ba con gái ấy, ra giữa đông đấy. Vừa mồm thôi. Thì em có nói gì sai đâu. Ai cứu em? Nhận nhá. Cái thằng cha này ấy, nó xấu tính cực kỳ luôn ấy. Chả có tình làng nghĩa xóm gì.